Quý vị khách hàng đang quan tâm nhà gần với trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại. Quý vị đang tìm nhà tại khu vực phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này với căn nhà giá rẻ, thiết kế 4 tầng, diện tích 31 m², nhà xây mới hoàn toàn, hướng nhà là hướng Đông Nam, ngõ cho nhà 2 m, cách 70 m là ta tới đường ô tô, cách 100 m là đường ô tô tránh và gần với lại khu vực đỗ xe ngày đêm. Thì mời mọi người theo em vào cụ thể khám phá ngôi nhà với căn nhà diện tích như thế và xây dựng 4 tầng thì ra sao? Tầng 1 thiết kế phần cửa chính cho quý vị là ở đây là cửa sắt sơn tĩnh điện. Bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Thiết kế của ngôi nhà nằm ở trong khu vực đông dân cư, gần chợ trường phường trạm, tiện ích đi lại đầy đủ giao thông phù hợp cho quý vị. Đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Nguyễn Trãi Thanh Xuân, quý vị đi làm ở khu đô thị Thanh Hà, quý vị đi làm ở Thanh Oai. Và với căn nhà này thì sổ sách tất nhiên 100% chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn đúng theo hiện trạng. Quý vị có thể dọn đồ về ở ngay trong ngày. Tầng 1 thiết kế không gian cho quý vị phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Căn nhà đã được hoàn thiện xong hết chỉn chu, đúng như hiện trạng là dọn về ở được luôn. Tầng 1 ở đây, Ngọc Ánh đang đứng là phần không gian phòng khách. Toàn bộ thiết kế đầy đủ cho quý vị, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá. Đó. Nói chung là với cái diện tích này thì chủ nhà thiết kế cố gắng làm sao để công năng hài hòa phù hợp. Còn nếu như để tuyệt đối thì thực tế nó rất là khó. Mỗi người một sở thích, mỗi người một nhu cầu. Có người thì thích diện tích rộng, có người thì thích phòng bếp riêng, phòng khách riêng. Tuy nhiên nó lại còn phụ thuộc cả vào cái tầm tài chính nữa. Bởi vậy cho nên là nhà có sao thì em quay review cho quý vị là như vậy thôi. Quý vị cảm thấy phù hợp với lại cái khả năng tài chính của mình, phù hợp với cái công năng sử dụng của mình thì quý vị liên hệ ngay với nhà tốt để được tư vấn, để được đi xem và chọn lựa cho mình được một ngôi nhà mơ ước. Đó, đây là phần không gian phòng khách và đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Với phần tủ bếp thiết kế hoàn toàn đầy đủ hết, về phần tủ bếp thiết kế toàn bộ là gỗ, chỉn chu, phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ cho quý vị, chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa thiết kế đầy đủ hết cho quý vị. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ hết cho quý vị. Và tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt rửa tay, lavabo, máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng ở ngôi nhà. Đứng từ không gian phòng bếp ra phòng khách, nói chung là tương đối thoáng, ổn. Ở đây thì trong cái ngõ này nó chỉ có 3 nhà, 4 nhà để sử dụng thôi. Cho nên sau này về quý vị cũng hoàn toàn yên tâm nằm ở trong khu dân cư đông. Và căn nhà này thì không nằm ở trên mặt ngõ thông, tuy nhiên nó cũng không phải là căn cuối cùng mọi người nhé. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4. Cổ trụ cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc cổ bậc cầu thang ốp đá đen, cổ trắng. Căn nhà hoàn thiện, chỉn chu, đầy đủ. Chỉ cần dọn đồ về ở ngay. Và với căn nhà này thì quý vị có thể trả trước 7 đến 800 triệu tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa 30 năm, tối thiểu 3 năm với những lãi suất cực kỳ là ưu đãi. Phần ngân hàng mọi người có thể liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh để được tư vấn sâu sắc nhất nhé. Mời mọi người theo em đến khám phá tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị. Phần tầng 2 thiết kế một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Tầng 3, tầng 4 cũng thiết kế tương tự. Đây là phần phòng ngủ tầng 2 hướng ra phần mặt ngõ. Cửa sổ thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp, bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Đấy. Tất cả các cửa sổ đây mọi người có thể nhìn thấy này là đều có ô chờ này, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, rồi hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Phòng ngủ thì được thiết kế sàn gỗ, phòng ngủ cũng khá là vuông vắn để quý vị có thể dễ dàng kê đồ nội thất, giường tủ ở phía bên trong. Trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Nói chung căn nhà thiết kế hoàn thiện chỉn chu, nó ngay gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương, gần với chợ Bắc Lãm, đấy, chợ đầu mối đồ gia dụng. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 2, tương đối rộng, thoáng. Phòng vệ sinh thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần, rất là sạch sẽ cho quý vị rồi. Rồi là phần hành lang cũng thiết kế sàn gỗ và có cửa sổ thông thoáng phía sau để lấy không khí vào trong không gian phòng ở tầng 2. Đây là phần tầng 2 rồi, mời người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với phần tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị
một phòng ngủ, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài, tương tự như tầng 2. Tuy nhiên nó chỉ khác một chút, đó là cái sàn ở tầng 3 thì thiết kế là gạch lát nền kích thước gạch 60-60, còn ở tầng 2 thì là vân gỗ. Cửa sổ thông thoáng, phòng nào cũng vậy. Thực ra với cái ngôi nhà diện tích nó như thế này thì chủ nhà thiết kế nó đáp ứng công năng sử dụng khoảng tầm được 3 phòng ngủ, 2 đến 3 phòng ngủ là hợp lý rồi. Còn nếu như mà một tầng mà chia 2 phòng thì phòng ngủ nó hơi nhỏ mọi người ạ. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3. Quan trọng nhất nó là vị trí đi lại thuận tiện cho quý vị. Căn nhà này thì nó gần ngay gần với lại cổng làng Trinh Lương này, gần với lại chợ Bắc Lãm, gần với Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương. Cho nên nếu như tính từ vị trí ngôi nhà này, quý vị có đi làm ấy mà ở theo khu đô thị Thanh Hà thì đi sang đấy cũng rất là gần, nó có một cái con đường đi tắt sang bên đấy khá là gần. Còn nếu như mà không thì quý vị có thể đi làm ở Thanh Oai, quý vị có thể đi làm theo trục đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, hoặc là đi ra tới bến xe Yên Nghĩa để đi làm theo cái tuyến đường sắt trên cao. Nói chung là cái khoảng cách mà đi lại thì nó sẽ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 5 đến 7 km quay đầu là ok. Mời mình theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và trên phần tầng 4 cũng như là tầng cuối cùng của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lại ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 4 thiết kế khu vực để máy giặt riêng. Đây ạ. Khu vực để máy giặt riêng cho quý vị. Và trên tầng 4 thiết kế một phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích công năng. Nói chung có sao thì nhà em quay theo hiện trạng review cho quý vị là như vậy. Đây là phần sân phơi. Đây, tất cả các ở đây sân phơi thì mọi người có thể nhìn đấy là chủ nhà thiết kế một cái ô này, ô cửa sắt, nhưng mà cũng đồng thời là có thiết kế cửa sổ riêng ở đây, mọi người hoàn toàn yên tâm. Sân phơi nhỏ nhắn hợp lý cho một hộ gia đình sử dụng. Như vậy là em đã review cụ thể căn nhà 4 tầng tại phường Phú Lương, ngay gần Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương. Giá bán để ở dưới phần miêu tả, tất cả sổ sách chuẩn chỉnh, bán giao nhà đúng theo hiện trạng. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.